Nhận định soi kèo bóng đá Arsenal với Tottenham, 23 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3, vòng 28 ngoại hạng Anh. Tottenham đối đầu với đối thủ khó chịu Arsenal nhằm duy trì cuộc hồi sinh gần đây, thắp lại hy vọng cho suất dự Champions League của họ. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. So với mùa giải trước, SHB Đà Nẵng đã khởi đầu hết sức hoàn hảo với 2 trận thắng. Đoàn quân của ông Lê Huỳnh Đức đang hướng đến trận thắng thứ 3 khi tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà. Bên kia chiến tuyến, đặt kỳ vọng lớn nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại khởi đầu tệ hại bằng 2 trận thua liên tiếp. Trên lý thuyết, sự chênh lệch về phong độ cũng như tương phản về tinh thần đang nghiêng về SHB Đà Nẵng là yếu tố quan trọng để đoàn quân của ông Lê Huỳnh Đức được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Không chỉ áp lực về mặt tâm lý, huấn luyện viên Phạm Minh Đức còn đau đầu khi trung vệ Kenny bị treo giò. Rõ ràng, đối đầu với một hàng công có tốc độ và mạnh mẽ của SHB Đà Nẵng thì HLHT phải cần một đối trọng tương xứng. Nhiều khả năng, Trọng Sáng sẽ thay Kenny để đá trung vệ nhưng không dễ để khỏa lấp khoảng trống mà ngoại binh này để lại. Có thể thấy, sức mạnh tấn công của SHB Đà Nẵng phụ thuộc rất lớn vào Rap Kenson. Cựu tiền đạo của Nam Định không chỉ là một chân sút cừ phách mà còn là chân truyền cực kỳ chuẩn xác bởi lối chơi luôn đặt tinh thần đồng đội lên hàng đầu. Có những tình huống anh có thể dứt điểm nhưng Rap Kenson vẫn truyền cho đồng đội trong tư thế thuận lợi hơn. Đây là điểm mà HLHT chắc đã nắm rõ và cần chú ý nếu như muốn hoàn tất mục tiêu một điểm trong chuyến làm khách này. Nếu Rap Kenson bị bắt chặt, sức mạnh tấn công của SHB Đà Nẵng sẽ bị giảm đi một nửa. Tất nhiên, HLHT cũng cần phải để ý đến Đức Trinh, Gustavo khi cả hai đều là những cầu thủ có bản năng săn bàn không phải hạng thường. Nhìn tổng thể, SHB Đà Nẵng đang nhỉnh hơn so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên mọi phương diện trong cuộc đối đầu này. Nhưng việc bổ sung tiền đạo trẻ von hứa hẹn giúp cho đội khách cải thiện được sức mạnh hàng công, qua đó giảm tải áp lực cho hàng thủ. Một khi huấn luyện viên Phạm Minh Đức bày binh bố trận theo kiểu thực dụng như mùa giải vừa qua, SHB Đà Nẵng sẽ không dễ chiến thắng. Dự đoán 0-0. We'll be right back.